미치고. Xem đường chỉ tay từ lâu đã luôn là mối quan tâm của rất nhiều người. Họ không ngừng tò mò những thông điệp về tính cách và vận mệnh con người ẩn chứa sau đường chỉ tay của mỗi người. Giới khoa học cũng luôn nghiên cứu và đúc kết các sự kiện trong lịch sử để tìm ra các bí ẩn đằng sau đường chỉ tay ấy. Một số người cho rằng mọi người đều có một cuộc sống khác biệt vì tất cả chúng ta đều có đường chỉ tay khác nhau. Mục đích ban đầu của thuật xem đường chỉ tay là nhằm đưa ra phán đoán về tính cách, thái độ, hành vi, nhận thức, điểm mạnh và điểm yếu của một người bằng hình dạng của bàn tay, màu sắc và kết cấu của chúng. Đường chỉ tay của mỗi người không giống nhau. Nếu lòng bàn tay có những đường chỉ tay tạo thành chữ X được coi là rất hiếm, cả thế giới chỉ 3% dân số sở hữu. Những người sở hữu đường chỉ tay hiếm gặp này liệu có vận mệnh hay khả năng gì hơn người hay không? Người ta cho rằng những người có đường chỉ tay hình chữ X là người mạnh mẽ và có thể làm nên những điều vĩ đại. Liệu có phải thực sự như vậy? Một trong những người sở hữu đường chỉ tay này là thiên tài quân sự, chính trị gia và đồng thời là nhà thám hiểm Alexander Đại Đế. Các nhà nghiên cứu của Đại học STI Moscow đã tiến hành nghiên cứu về những người sở hữu chữ X trên lòng bàn tay và tìm ra liên kết của nó với số phận của chủ nhân nó. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết quả là những người sở hữu đường chỉ tay chữ X trên lòng bàn tay sở hữu phẩm chất lãnh đạo và kiến thức tuyệt vời. Họ có trí nhớ siêu phàm, lòng vị tha và đôi khi là người tiên phong với những kỹ năng phi thường. Rất nhiều tên tuổi lớn trong lịch sử đã được ghi nhận là người sở hữu đường chỉ tay này, đó là Hoàng đế Hy Lạp Alexander Đại Đế, Tổng thống Abraham Lincoln và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có thuộc nhóm 3% những con người vĩ đại của thế giới này? Đứng ở vị trí thứ 10 là Thái Lan. Nhắc tới Thái Lan ngày nay, người ta thường hay gợi nhớ tới xứ sở của Phật giáo và là thiên đường với những người chuyển giới. Thế nhưng, Thái Lan còn là một trong những cái nôi sản sinh ra những mỹ nhân tự nhiên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Vẻ đẹp của phụ nữ Thái Lan từ lâu đã được xem là biểu tượng của nhiều cô gái hướng đến. Rất nhiều diễn viên người mẫu xứ Chùa Vàng được hâm mộ vì có sắc vóc quyến rũ, nét đẹp pha trộn giữa sự e ấp phương Đông và vẻ nóng bỏng phương Tây. Những năm gần đây, Thái Lan cũng thường xuyên làm nên chuyện ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đã đến Thái Lan cũng như Trung Quốc nhiều lần, nhưng tôi nghĩ phụ nữ Thái hoàn toàn tuyệt vời và cũng rất quyến rũ, thân thiện. Thái Lan, Campuchia và Miến Điện có những người đẹp nhất trên thế giới. Họ thân thiện, tử tế, chu đáo, xinh đẹp và trung thực. Malaysia. Malaysia nổi tiếng với nhiều hot girl gây bão mạng khắp châu Á. Các cô gái đất nước đang phát triển này sở hữu vẻ đẹp năng động, đáng yêu. Họ cũng được biết đến như một quốc gia thiên về vẻ đẹp tự nhiên, ít giao kéo. Tôi yêu người dân Malaysia, họ đẹp theo cách của riêng mình. Các cô gái Malaysia ít khi sử dụng trang điểm, họ cũng không làm phẫu thuật thẩm mỹ, họ đẹp tự nhiên. Indonesia. Các người đẹp Indonesia thường xuyên đạt thứ hạng khá tốt khi chinh chiến ở các đấu trường sắc đẹp. Đặc biệt là gần đây, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016 cũng là người Indonesia. Phụ nữ đất nước này mang vẻ đẹp lai, khỏe khoắn và quyến rũ lại gây ấn tượng với bạn bè bốn phương bởi những đường nét hài hòa và tự nhiên. Vẻ đẹp tự nhiên với nụ cười thân thiện, tôi yêu bạn, những cô gái Indonesia. Cô gái Indonesia là những người sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nhất mà bạn có thể tìm thấy ở châu Á. Rất nhiều người không cần trang điểm, đơn giản bởi vì họ không biết làm thế nào hoặc chỉ là quá lười biếng. Theo tôi, các cô gái Indonesia là những người đẹp nhất, thân thiện, thông minh và ngọt ngào. Ấn Độ. Phụ nữ Ấn Độ có sự pha trộn hoàn hảo của vẻ đẹp và sự quyến rũ, điều hiếm thấy ở những đất nước khác. Với làn da nâu và đôi mắt sâu đặc biệt, phụ nữ Ấn Độ luôn cuốn hút mắt nhìn.
Họ là đại diện của vẻ đẹp phương Đông thâm trầm, duyên dáng, kết hợp hoàn hảo với nét sexy toát lên từ ánh mắt trong veo và bí hiểm. Các cô gái Ấn Độ không chỉ xinh đẹp mà còn được ban phước bởi thần thánh, họ còn rất dễ thương cả về ngoại hình lẫn tinh thần. Các cô gái Ấn Độ sở hữu làn da không quá trắng hoặc quá tối và đó là điều làm cho họ trông thật đẹp. Đài Loan. Các cô gái Đài Loan nổi tiếng là có làn da trắng hồng rạng rỡ, vẻ đẹp tự nhiên không cần dao kéo. Nhiều người đẹp Đài Loan như Thư Kỳ, Thái Y Lâm, Lâm Mi Thần luôn nằm trong danh sách những ngôi sao khiến mày râu khao khát nhất. Có lẽ cũng vì vậy mà đa số bình luận về những cô gái Đài Loan luôn đến từ các quý ông. Tôi từng hẹn hò với nhiều bạn gái châu Á trước đây, tôi yêu các cô gái Đài Loan nhất. Bạn gái Đài Loan của tôi rất đẹp, rất tự nhiên và không hề trang điểm. Tôi luôn nghĩ người Đài Loan xinh đẹp và lôi cuốn, mặc dù không bao giờ có cơ hội để hẹn hò với ai. Hàn Quốc. Làng giải trí xứ Hàn luôn ngập tràn các mỹ nhân sở hữu vẻ mặt thiên thần khiến các fan phải mê mẩn. Thế nhưng hầu như công thức chung dành cho những khuôn mặt đình đám ấy đều nằm ở cụm từ phẫu thuật thẩm mỹ. Công thức này phổ biến trong showbiz xứ Kim Chi đến mức bất cứ cô nàng, anh chàng nào có vẻ đẹp hoàn hảo là đều bị đem lên bàn cân soi xét, mổ xẻ quá khứ trước khi được hô biến thành thiên nga. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng Hàn Quốc thiếu đi những sao có nhan sắc tự nhiên mà vẫn đủ sức tỏa sáng giữa rừng những nhan sắc nhân tạo. Và họ vẫn đẹp lên hàng ngày nhờ sự hoàn thiện bản thân và phong cách chứ không chỉ nhờ dựa dẫm vào dao kéo. Phẫu thuật thì đã sao chứ? Ai mà lại chẳng muốn mình đẹp hơn, quan trọng là bạn có biết thế nào là đủ hay không thôi. Dù vậy thì điều bạn cần ghi nhớ nhất vẫn là bạn không cần phải thay đổi bản thân chỉ để đẹp hơn đâu. Chấp nhận bản thân mới là tất cả những gì bạn cần. Họ nên ngừng trang điểm bởi vốn dĩ họ đã đẹp rồi. Chỉ cần một chút kem nền và chì kẻ lông mày, không cần tới lông mi giả hay phần mềm kỳ diệu. Ngoài ra bạn không cần phải gầy hơn để trông có thể đẹp hơn. Trung Quốc. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Trung Hoa khi thống kê những quốc gia sản sinh ra những nữ thần sắc đẹp tự nhiên. Vẻ đẹp của phụ nữ Trung Quốc là vẻ đẹp đậm chất truyền thống với các đường nét nhỏ nhắn, yêu kiều. Trong khi phái đẹp Hàn, Nhật thường toát lên nét đẹp dễ thương thì con gái Trung lại đẹp kiểu thùy mị, trưởng thành. Con gái Trung cũng rất thích để tóc đen cổ điển. Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng của Trung Quốc có vẻ khiến nhiều người không đồng tình mà kỳ vọng ở một vị trí cao hơn. Vẻ đẹp nằm ở quan niệm mỗi người, nhưng tôi nghĩ những cô gái Trung Quốc hấp dẫn hơn, đẹp hơn và những người hấp dẫn từ Nhật Bản và Hàn Quốc lại có vẻ dễ thương hơn là đẹp. Là một người đã từng có cơ hội làm việc với phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới, tôi phải nói rằng phụ nữ Trung Quốc có vẻ đẹp tự nhiên nhất và làn da đẹp nhất. Nhật Bản. Các cô gái xứ Phù Tang sở hữu vẻ đẹp tự nhiên rất riêng, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Rất nhiều người đẹp Nhật được xem là biểu tượng sắc đẹp, thánh nữ trong mắt mày râu như Kitagawa Keiko, Nozomi Sasaki, Misaki Ito, Ryan Cardena. Ở Nhật cũng có rất nhiều cô gái lai với gương mặt đáng yêu như búp bê. Đa số những lời bình luận đều ca ngợi không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn cả tài năng của con gái Nhật Bản. Đất nước tuyệt vời với những con người xinh đẹp. Con gái Nhật thật tuyệt vời, xinh đẹp và vô cùng tài năng. Việt Nam. Phụ nữ Việt bất ngờ đứng thứ hai trong danh sách khiến không ít người bất ngờ. Theo các nước bạn, con gái Việt được đánh giá là có vẻ đẹp tự nhiên, đồng đều với khuôn trang đầy đặn. Đường nét hài hòa, tròn đầy phúc hậu. Họ xinh đẹp kể cả khi không trang điểm vì sở hữu làn da trắng hồng hơn phụ nữ các nước Đông Nam Á khác. Người Việt Nam được xem là sở hữu vẻ đẹp nguyên thủy, hiếm có sự pha trộn với phương Tây. Phụ nữ Việt sở hữu những đường nét tự nhiên và thuần khiết, họ thậm chí trông vẫn rạng ngời dù không trang điểm. Bình luận này đã nhận được hơn 170 lượt thích. Khi nói tới vẻ đẹp tự nhiên, nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Việt Nam là một trong những cái tên tiêu biểu. Người Việt có làn da tươi sáng hơn các nước Đông Nam Á như Indonesia hay Philippines. Đôi mắt to tròn với hai mí rõ ràng hơn người Trung Quốc hay Hàn Quốc. Nếu để lựa chọn một quốc gia có vẻ đẹp thuần Á nhất, tôi sẽ lựa chọn Việt Nam. Philippines.
chiếm 20% trong tổng số lượt bình chọn, đã giúp Philippines bứt phá, vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua. Những năm gần đây, Philippines dần trở thành cường quốc hoa hậu với nhiều cái tên lần lượt lên ngôi ở các cuộc thi sắc đẹp đình đám thế giới. Thậm chí, ở đất nước này có cả một ngành công nghiệp chuyên đào tạo hoa hậu giúp các cô gái có được phong thái quyến rũ, bước đi uyển chuyển hút hồn. Vẻ đẹp Philippines thường là sự hòa trộn giữa nét đẹp phương Đông và dòng máu phương Tây, toát lên sự sexy, khỏe khoắn. Tôi quan sát thấy nhiều cô gái ở Philippines rất đẹp và quyến rũ. Không chỉ vậy, họ có một nụ cười đẹp. Philippines có sự pha trộn văn hóa tuyệt vời. Cũng bởi vậy, hầu hết người dân địa phương đều có sự đa dạng về chủng tộc, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Malaysia. Mắt của họ gần giống với châu Mỹ Latin, làn da nâu khỏe mạnh, mũi thon gọn và đôi mắt sâu. Ngoài ra, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phổ biến ở đất nước này, do đó những gì bạn nhìn thấy là hoàn toàn chân thực. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.